Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn khám phá một cây đàn piano điện với giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ 5 triệu đồng tại cửa hàng nhạc cụ Minh Phùng. Hãy cùng theo chân mình khám phá cây đàn này các bạn nhé. Đây chính là cây đàn mà mình muốn giới thiệu với các bạn, dòng đàn piano điện giá rẻ chỉ với 5 triệu đồng. Hãy cùng mình khám phá những chức năng của cây đàn này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua với các bạn cái dòng Maxwell này. Đây là một cây đàn piano điện với sự sở hữu của nó là 88 phím. Các bạn có thể nhìn thấy cái phím của nó trên cái đàn này. Một cái lưu ý nhỏ dành cho các bạn đó chính là phím này là phím nhám nha các bạn. Như mình á, mình bị mồ hôi tay thì rất là khó để mà chơi những cái cây piano phím thường mà nó dễ bị trượt. Còn cái piano này phím nhám thì chúng ta có thể giữ cái tay của chúng ta chắc hơn trên bàn phím. Và ngoài ra thì phím có độ nảy khá là tốt, theo mình đánh giá là có thể chơi nhiều bài mà thể hiện được cảm xúc, có thể là tùy theo cảm xúc của bạn lúc chơi và bài hát của mình truyền tải đấy đến người nghe cũng sẽ thú vị và hay hơn. Bây giờ mình sẽ demo nhỏ một đoạn nhẹ để các bạn có thể cảm nhận được âm thanh của nó nhé. Vâng, vừa rồi mình đã demo cho các bạn một đoạn nhỏ trên cây đàn Maxwell 100 này. Như các bạn cũng đã biết thì trên thị trường hiện nay có hai dòng đàn piano phổ biến, đó chính là piano cơ và piano điện. Nhưng mà tầm những người mới học như mình thì không có một cái sự quyết định là cụ thể là sau này mình có thể tiếp tục cái con đường piano này hay không, hay chỉ là nhất thời. Cho nên vấn đề mà bạn bỏ ra một số tiền khá lớn để mua một cây piano thì rất là khó khăn đúng không ạ? Thì hiện tại dòng Maxwell này đã cho ra đời cây Max 100 với giá trị 5 triệu đồng, phù hợp với tất cả các bạn như là sinh viên, học sinh. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một chức năng vô cùng cần thiết đối với những bạn mới học như mình, đó chính là metronome. Hầu hết thì mới học piano thì khả năng giữ nhịp của mình là chưa thực sự là tốt cho lắm, và nhiều lúc thì mình chơi đàn sẽ bị lỡ nhịp. Và cây đàn Maxwell này rất là thông minh ở một chỗ là nó đã hỗ trợ được chức năng metronome, và thực hiện cũng vô cùng đơn giản luôn. Mình sẽ thao tác để cho các bạn thấy nha. Chúng ta sẽ ấn vào nút setting, sau đó chúng ta sẽ ấn vào nút sâu trên màn hình. Tên tên, thế là chức năng metronome đã được hiện ra. Và chúng ta có thể dựa trên nền đếm nhịp như thế này để mà giữ nhịp chắc hơn trên những bản nhạc của mình. Ngoài ra thì đối với những bạn mà chơi piano được một thời gian rồi không thích cái nền nhạc metronome này nữa, bởi vì nếu mà nghe lâu thì khá là khó chịu, thì cây Maxwell này cũng tạo cho chúng ta một cái sự trải nghiệm mới, đó chính là giữ nhịp trên nền trống. Và hãy cùng khám phá nha. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục ấn vào nút setting. Mình sẽ thao tác lại cho các bạn nha. Đèn lên đèn. Sao các bạn thấy sao ạ? Nếu như các bạn không thích nền này á, chúng ta cũng có thể đổi, vì trên đàn này có đến 100 nền trống mà chúng ta có thể thay đổi. Thì mình sẽ thử một cái nền trống khác nha. Trên cây đàn này thì chúng ta sẽ có được sự kết hợp giữa điệu và tiếng để tạo nên một bản nhạc thú vị hơn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể thay đổi tiếng trên cây đàn này nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục ấn vào nút setting. Bây giờ chúng ta sẽ thử đệm đàn nè. Sau đó chúng ta sẽ chơi. Ừ.
bạn có thể kết hợp giữa điệu và tiếng trong cùng một bản nhạc để làm cho bản nhạc của mình thêm sống động và có cảm xúc hơn. Thì mình mời các bạn cùng xem một demo nhỏ của một anh chàng để hỗ trợ giúp mình nhé. Và tiếp sau đây thì có rất là nhiều các bạn hỏi mình là cái đàn này thì có khả năng kết nối với Bluetooth hay không? Rồi mình muốn chơi trên nền điện thoại thì làm thế nào? Thì mình cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn luôn. Thì đầu tiên để mà chơi kết hợp với Bluetooth thì các bạn phải có một chiếc điện thoại smartphone. Sau khi mà tải phần mềm Bop Piano thì chúng ta sẽ có được cái xích nhạc như thế này. Chúng ta có thể thực hiện thao tác trên đàn. Ở đây thì nó cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn và video sau thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Mình chỉ hướng dẫn sơ qua về cách kết nối với cái đàn vậy thôi. Như các bạn cũng đã thấy thì cái đàn này có thiết kế vô cùng là gọn, nhỏ gọn. Như các bạn nhìn thấy thì mình đang trên tay mình đang có một cái đàn Maxwell 100 và mình đang đi chơi ở công viên. Khá là nhẹ nhàng và dễ chịu các bạn ạ. Khi mà bạn muốn đi chơi với bạn bè thì chúng ta có thể đem cái đàn này để mà chơi những bản nhạc du dương với bạn bè cũng khá là ok đấy ạ. Nếu như mà các bạn ngại vì sách đó, thì chúng ta có thể đeo lên vai giống như mình như thế này, khá là tiện ạ. Mình đã tìm được một chỗ vô cùng lý tưởng để đặt cây đàn Maxwell 100 này đi chơi. Các bạn cũng có thể thấy là vì kích thước và khối lượng rất là nhẹ cho nên mình có thể di chuyển và đặt đàn ở bất kỳ đâu mà mình muốn. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chơi cây đàn này nha. Mình sẽ khởi động nó lên. Với cây đàn này thì các bạn có thể dễ dàng mang đi du lịch và điều đặc biệt mà cây đàn này có thể làm được đó chính là chúng ta sẽ sử dụng pin. Ngoài ra thì cái việc dung lượng pin chúng ta có thể sử dụng đến 4 tiếng. Bạn cũng có thể dùng pin sạc dự phòng giống như là những cái điện thoại thông thường và chúng ta sẽ đặt một cục sạc dự phòng riêng và mang theo khi mà chúng ta có nhu cầu là đi du lịch và sợ hết pin. Thì đây chắc chắn sẽ là một điều vô cùng là thú vị cho các bạn là sinh viên hoặc là học sinh trong các buổi đi chơi với gia đình hoặc là bạn bè của mình. Và tiếp theo đây thì mình sẽ có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ đối với những người dân xung quanh đây, thử xem họ suy nghĩ gì về cây đàn piano điện giá rẻ chỉ 5 triệu đồng nhưng mà có hình dáng và kích thước vô cùng độc đáo này các bạn nhé. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang ngồi với một anh chàng vô cùng đẹp trai và chúng ta sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với anh. Dạ, xin chào anh ạ. Chào em. Dạ, thì nhà mình gần đây không anh hay là mình chỉ ra để chơi thôi? Vâng. Thì em cũng có một số câu hỏi muốn dành cho anh trong cuộc phỏng vấn này á. Thì không biết mình đã chơi loại nhạc cụ nào chưa ạ? Anh thì anh có chơi guitar. Dạ, chơi guitar. Thì không biết anh dùng cái thương anh đang sử dụng cái thương hiệu nào? Anh đang xài nhạc cụ Yamaha. Dạ, hiện tại thì mình không biết mình trong tương lai mình có muốn chơi thêm cái loại đàn piano để mà nâng cao thêm cái khả năng của mình không anh? Tại vì em như là mình mục đích giờ mình chơi giải trí cho nên là mình không đam mê lắm, nhưng mà về piano thì mình cũng có tham khảo
anh cũng đã từng tham khảo với dòng piano rồi, thì không biết tầm giá mà mình thấy hiện nay trên thị trường á thì tầm khoảng bao nhiêu anh ha? Mình xem thì mình thấy khoảng tầm 20-30 là chơi được. Dạ. Thì hiện tại mình cũng sẽ giới thiệu với anh luôn, thì bên mình hiện đang có dòng piano điện Maxwell với giá trị 5 triệu đồng, và kích thước và hình dáng thiết kế như thế này, thì không biết anh có những cái đánh giá sơ lược về cái đàn này thì như thế nào ạ? Về đánh giá sơ lược thì anh có thể thấy đây là một trong những chiếc đàn piano nhỏ gọn và giá thành thì hợp lý, nó rất là phù hợp với những người mà có thể gọi là tập chơi hoặc là những người mà đi chơi mà lưu động thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mình. Dạ vâng, cái này á thì mà các bạn sinh viên học sinh mới mới học này có thể đi chơi hoặc đi du lịch thì có thể mang cái đàn này mang theo rất là tiện lợi. Và em muốn tiết lộ cho anh một điều nhỏ này là cái đàn này xài bằng pin á, anh có ngạc nhiên khi mà một cái đàn piano điện nhưng mà xài bằng pin không anh? Là, tại vì hình như là lần đầu tiên anh thấy cái này. Dạ vâng. Anh thấy cái mô hình này thì rất là hay, nhưng mà cái pin đó là mình sạc được đúng không em? Dạ, mình có thể dùng pin sạc dự phòng cũng được luôn, và pin này thì mình xài trong vòng 4 tiếng. Rồi mình sẽ có một cục pin dự phòng mà mình sạc và mình có thể mang theo đi chơi ạ. Như vậy thì rất là tiện lợi để mình cũng như là mình dành cho đi dã ngoại hoặc là như là mình chơi lưu động á. Dạ. Nó sẽ rất là hay. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì chúng ta đã có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với anh. Rất là cảm ơn anh vì đã tham gia cuộc phỏng vấn của bên em ạ. Hy vọng rằng trong tương lai thì anh có thể biết đâu được anh sẽ mua một cây đàn piano và có thể trở thành một tay chơi chuyên nghiệp. Vâng. Cảm ơn em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Và video vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn những cái lưu ý về cây đàn Maxwell 100 cũng như là những chức năng hỗ trợ trên đàn. Và hy vọng rằng thì các bạn có thể tiếp tục đam mê của mình với cái đàn piano điện giá rẻ chỉ 5 triệu đồng này nhé. Nếu như các bạn có thắc mắc hoặc là muốn sở hữu cái đàn Maxwell 100 này thì hãy để bình luận bên dưới. Và đừng quên like kênh để mình có thể ra được nhiều video hay hơn và cung cấp nhiều thông tin bổ ích hơn cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.